để quay được cái cảnh đúc đồng này mình phải lên trên cái đó, cái ban công này nè, mình phải lên trên đây đứng như đây đi qua đi lại để mình quay được những cái cảnh mới đẹp được. Một bên đó là ruộng, một bên đó là một lúc bên ruộng đang chuẩn bị xả, đang thu hoạch xong rồi nên là tại quay được cái cảnh như thế này phải đứng ở trên cao rất là cao. Nhờ có tập luyện
cái này là cái nó gom nó ủi, nó ủi cái mỏ tới nè, các bạn thấy nè, nó gom lại thành một cái cục gom nữa rồi, gom á, nó gom lại cục gom rất là đẹp. Không có tay hoài trốn, không có tay hoài. Cái cảnh đốt đồng này cũng khó kiếm lắm các bạn, khó có ai thấy được cảnh đốt đồng này. Đây đây đây, bên đây là thấy nè, nằm dùm xa lại, nhìn gần lại nè. Đó, thấy rõ rồi đó. Rồi nó dài nha, cái mỏ này nè, cái mỏ của cây đó, đó nó gom vô đó, đó đó. Gió quá, gió. Đây, gió đứng trên cao quá trời gió luôn. Không tìm rồi. Đó nó gom đó, đó 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 đó. Cái mỏ nó ủi tới nó gom đó đó. Nó quấn thành một cục. Rồi, lại nè, thấy rõ không? Đó, đó. Đó, làm lần lại nè. Có cục nha.